Đánh ngang này, đánh ngang cho dễ thương. Rồi, ui cái màu số 4 này rất là hợp với Minh Thư các bạn. Hợp quá Hương ơi. Không tin mày. Tao không tin mày. Ui các bạn có thể thấy là bạn Hương đánh màu son này rất là hợp. 사랑을 했다 우리가 만나 지우지 못할 추억이 됐다 볼만한 멜로드라마 괜찮은 결말 그거면 됐다 널 사랑했다. Hello, các bạn quay trở lại với channel bé nhỏ của tới channel Hương Quýt. Trời, một thùng bia. Nếu các bạn chưa biết cái challenge nói lại cái câu intro thì các bạn có thể vào một clip khác, vào tiệc gì nhỉ? Tiệc tốt nghiệp của Quỳnh Chi với cả Châu Giang. Hôm nay thì tớ lại có một hộp quà to đùng và mang tiếng là bạn thân nên rủ đây trong người ké để được unbox sản phẩm. Và chưa gì nó đã xí một thứ ở trong này luôn rồi. Lắc đi. Đấy thì nếu mà là của Hương Quýt chắc là son phấn mỹ phẩm. Thì dĩ nhiên không rủ mày làm gì. Và như đã hứa thì trong này mình sẽ cho Minh Thư chọn một thứ làm quà. Vì đây là một cái hãng mỹ phẩm mà chưa quen ở Việt Nam lắm. Nhưng mà có thể thiết kế rất là xinh mà dùng rất là thích. Từ từ nào, 1, 2, 3. Wow, trời ơi màu hồng xanh luôn á. Đúng kiểu mình thích nè. Mắt này có sao không? Đây là màu hồng xám. Hồng xám hả? Đây là em kem nền Perfect Fitting Foundation, có FPS 20+. Và ở đây mình có luôn 2 màu nhá. Thì đây là một cái màu tông 22 và một màu tông 21 thì phải. Một cái là nó ra kiểu da trắng sáng hẳn, còn một cái là nó kiểu natural. Bây giờ bạn thích thử son trước hay là bạn thích thử kem nền trước? Son trước. Trước hết là tớ nghĩ là nó đổ cho mọi người xem. Cảm giác này thích luôn. Cảm giác này thích cực luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ thử kem nền trước đi. Tại vì tao cũng rất là khoái cái kem nền, còn son thì mình có để từ tại vì có quá nhiều son. Ở đây có 2 màu thì mình sẽ để cho Thư màu tối hơn một chút. Đẹp dã man á. Uầy, siêu xịn luôn. Siêu đẹp. Xịn á. Này, kiểu thiết kế hơi bị xịn luôn á. Sang, rất là sang luôn. Rồi bấm sang nó chút là cái màu vàng nhũ này nó là đẹp này. Xong rồi đáng lẽ ra mình tưởng đây là cái phần đầu, mình mở ra mình sẽ là vặn như kiểu kem vặn ra thì nó lại là phần đít. Chất kem của nó lỏng. Chỉ cần một chút xíu này. Cái mùi giống mùi hoa hồng khô dã man. Y chang mùi hoa hồng khô luôn. Và đúng là kiểu như là foundation Hàn Quốc ấy. Thì nó lại vì là nó kiểu nhiều dưỡng mà nó làm kiểu như là nó hơi làm căng bóng mặt ấy, kiểu Hàn Quốc ấy. Này đẹp quá. Và hy vọng là cái này nó sẽ không bị xuống tông nhanh như một cái lần mà mình có quay story trên Insta là mình dùng thử một cái foundation của Hàn Quốc là nó bị xuống tông nhanh ấy. Này là hợp tông da Thư không? Hợp. Đây, các bạn có nhìn thấy 2 màu. Bạn nào mà cần link tham khảo sản phẩm này thì có thể xem dưới phần mô tả nhé. Trên này là nó chỉ có đúng 2 màu thôi đúng không? Không, là có 3 màu. Thường thì tất cả các foundation của Hàn Quốc là sẽ có màu 21 cho đến số 23. Thì là 21 sáng nhất, rồi 22 là kiểu trung bình, còn 23 là da hơi tối. Mình nghĩ là nên kiểu nếu mà phong cách kiểu thích phong cách trang điểm kiểu Hàn Quốc xinh thì hay thường đánh trắng hơn một chút xíu ấy. Tại vì nền Hàn Quốc ấy các bạn sẽ trắng hơn một chút xong rồi nó sẽ dần nó hạ tông xuống dần thấm lên là vừa. Thơm. Thơm ghê luôn á. Và rất là thích là tại vì sao? Tại vì nó thẩm thấu rất là nhanh luôn á. Mà nó cảm giác không rít nhiều. Nói chung là ưng đấy. Trời ơi, chai kem nền còn đẹp. Cảm ơn Quýt. Lấy cái này hả? Xong. Test rồi xong. Tôi chưa hề biết được cái giá của em kem nền là bao nhiêu mà hình như nó chọn cái kem nền là nó đắt nhất rồi. Kem nền này đắt không? Không biết. Sao lại không biết? Thật sự không biết mà. Uầy, ấn tượng đầu tiên về em kem nền này đã là nó fit vào tay mình đúng là kiểu fitting foundation luôn ấy. Mềm, rất là thơm. Chưa bao giờ thích một cái mùi của foundation nào như thế này. Trời ơi, cái mùi hoa hồng. Nó giống như mùi nước hoa hồng ấy, chứ không phải là mùi kem nền. Đúng rồi. Vì ở đây có quá nhiều son nên mình sẽ swatch thử vài màu thôi nhá. Phải nói là dòng son Juicy Lasting Tint này siêu cưng. Hè mà dùng son tin bóng căng mọng thế này thì đúng đỉnh luôn. Son lên màu đúng tươi rói rói, căng mọng môi. Bạn nào mà có môi khô và cũng có nhiều rãnh môi thì cũng không sợ đâu. Mình và Thư đại diện cho 2 sắc tố da cũng như nền môi khác nhau nên các bạn có thể tự cân nhắc màu sắc lên môi nhé. Về màu sắc thì không chê vào đâu được. Trong những cái màu mà bọn mình swatch lên thì không chê màu nào được luôn ý. Rất là cưng. Đến dòng LIPDRIVER này, màu thì lên rực rỡ, sắc chuẩn tết. Ai vẫn mê son lì mết thì đây nhé, bám màu dã man luôn. Độ ấm cơ thể mỗi người một khác nên môi Thư sẽ khô nhanh hơn tớ. Các bạn thích dòng Juicy Tint hơn hay là dòng LIPDRIVER hơn ạ? Bữa giờ thì mình đang nghiện em Juicy hơn nhá. Và cái thứ cuối cùng mà bọn mình làm nhảm ngày hôm nay đấy là phấn má. Ê, này kiểu như chơi đồ hàng đấy nhỉ. Này phấn má ở đây có cũng 5 màu luôn. Xinh chưa? Đây là một cái màu, ê bóc hết ra xem các màu như nào nào. Các bạn nào xem video clip của mình nhiều các bạn sẽ hiểu là mình cứ thấy cái gì xinh là mình sẽ mua. Đây chúng ta có 5 màu, cũng là các sắc tố khác nhau. Ở đây thì mình đoán là cái màu này, chính xác luôn, màu số 3 này, màu số 2 này sẽ là cái màu mà nhiều người mua nhất vì đấy là một cái màu hồng đào. Đúng rồi. Màu dễ đánh nhất. Hoặc là màu này cũng được này. Màu này là sắc tố đậm hơn của hồng đào là màu số 4. Sau đấy là sẽ màu này. Màu này nó hơi nhẹ nhỉ. Màu này dành cho những bạn sáng. Trắng thôi. Đúng rồi. Ví dụ như là da tao sẽ này, còn bình thường da tao sẽ ít đánh cái này vì nó sẽ làm tối hơn. Số 1. Còn hai cái màu này thì màu số 3 này nó hơi pha kiểu hơi dừ một chút. Cảm giác hơi dừ, còn cái màu số 5 này thì bạn nào mà da tối hơn một chút nữa đánh cũng sẽ ok. Lúc trước á tao cứ nghĩ đi mua má hồng là sẽ mua những cái gì là màu hồng. Cứ đi mua má hồng là sẽ lựa những cái là má như thế này này. Để các bạn biết là cách đây vài tháng mình vẫn còn mang tư tưởng đi mua má hồng là cứ theo tôi là sẽ lựa màu hồng. Hôm nay Minh Thư ngồi trang điểm mới phát hiện ra ấy da bây giờ cũng biết đánh công tua tạo khối. Xong rồi bạn ấy thẹn thùng biết mà nhưng mà không đánh thôi. Vậy là mình không có biết trang điểm nhiều rồi là không biết. Bây giờ bạn thích thử màu nào lên mặt bạn nào? Xong rồi bạn thử lại màu nào đó trên mặt tôi. Màu hồng. Màu này đi, màu này hoặc màu này. Đúng là màu này. Là màu số 5 hoặc màu số 4. Số 4 ha. Tôi chọn màu 4. Đây là một chiếc cọ kỳ cục của Minh Thư. Lôi ra đánh đại vậy. Đây. Cái này lên màu hay đấy chứ. Đánh ngang này, đánh ngang cho dễ thương. Rồi, ui cái màu số 4 này rất là hợp với Minh Thư các bạn. Các bạn nhìn thấy không? Mình chỉ đánh sương sương, tức là một quẹt này phải lên mặt mà cái phấn má này nó đã bám đến như thế. Bạn thấy hợp không? Hợp, màu số 4 này hợp. Okay. Nhưng mà không cho. Mày lấy cái hộp kia rồi. Bây giờ đánh cái này cho tao đi. Không hợp đâu. Hợp. Không có hợp đâu. Chưa lấy mà kêu không hợp. Rồi, ít thôi má ơi. Bạn muốn đánh ngang hay đánh xéo? Đánh đi, đánh ngang, đánh không? Đánh cái gì? Đây. Đây giống như clip trang điểm không gương vậy. Đánh, tránh vừa thôi, lố quá. Đẹp. Hợp quá Hương ơi. Không tin mày. Tao không tin mày. Ui các bạn có thể thấy là bạn Hương đánh màu son này rất là hợp. Đánh má hồng. Đánh má hồng rất là hợp. Có phải là nó đánh lố lắm đúng không? Không, nhìn rất là dễ thương. Không có cái gương nào ở đây. Thôi được rồi, coi như là tạm tin. Và nói chung hôm nay rất là vui vì đã mời Thư đến unbox một đống mỹ phẩm mới. Và hy vọng là các bạn đã thích video này. Đừng quên nhấn like và subscribe channel bé nhỏ. Và cái chuông phải nhấn vào. Cũng như là có thể ghé thăm những cô nàng xinh gái và những anh chàng đẹp trai thường xuyên hơn ở channel bé nhỏ nhé. Bye bye. Cần mua gì thì có thể dưới phần mô tả. Cần mua gì à? Tao quên, tao tưởng mày bán.